Hôm nay tôi sẽ quyết định trở thành một đầu bếp. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì đây chính là câu trả lời. Hôm nay tôi sẽ không phá thành phố nữa anh em ạ. Mà tôi sẽ làm một đầu bếp chuyên nghiệp. Tôi sẽ hoàn lương. Thì đây là cái chỗ tôi làm việc đây. Wow, được của nó luôn. Ở đây thì tôi có một cái điện thoại này. Đây là cái thông tin về cái chỗ làm việc của tôi này. Một cái nhà hàng đấy. Cái này được này. Cái này là phi tiêu này. Nhưng mà tôi không có phi tiêu. Tôi có cái này à. Thử rồi. Ôi, chung là vừa phi một cái là cũng ổn phết. Rồi có một cái microwave, lò vi sóng đấy. Hình như là cái này là cái kiểu như là làm sinh tố. Con này giống làm cà phê nha. Tôi nghĩ là như vậy. Và bên đây là mấy cái máy cũng nướng thức ăn thôi. Chúng ta sẽ có một cái tủ lạnh để dự trữ đồ ăn. Và một vài cái thùng thôi. Trong cái nhà hàng của tôi thì vẫn chưa có đầy đủ vật dụng gì cả. Cho nên là tôi phải mua thêm một vài đồ. Đây chúng ta sẽ có một cái chảo, một cái đồ gấp này. Giờ thì quăng nó đi. Chưa cần thiết đâu. Cứ mua quăng một chỗ thôi. Đây là một cái nồi lớn thôi. Tôi mua được một cái khay nữa. Chúng ta sẽ nhận món ăn đầu tiên. Wow, nhiều món thật sự. Chúng ta có món 4 sao luôn này. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ làm những món đơn giản. Tôi sẽ có 3 món này. Giờ tôi phải mua là thật nhiều gia vị. Tôi không ngờ là mở nhà hàng nó cực như vậy. Đấy, bỏ vô đây. Đấy, đã đầy đủ gia vị. Búp, let's go. Vô. Vô. Đây là những nguyên liệu sẽ cần thiết. Cá này, thịt này, ngon. Tính ra là tôi tưởng để trong tủ lạnh là nó cho luôn á. Ok thế nhờ. Để lên đây. Tôi cần mấy cái này để gọi là gia vị á. 5g á. Ok, ổn. Cho nhiều chút xíu tại tôi cũng thích ăn cái tiêu. Nhưng mà khách ăn mà đâu phải tôi đâu. Cái này à. Bỏ lên. À, thế là tôi phải bỏ cái này vô đây. Vô đi cậu. Lùm. Lẹ. Quăng vô. Ok. Để vô. Ê, cái con cá. Đâu có xanh. Đấy. Đóng cửa lại. Lemon. Rồi mấy cái này tôi chuyên nghiệp thật sự này. Rồi cắt là dễ mà trời. Rồi sao nó rớt ta. Rồi nói chung là vậy cũng ok rồi đấy. Giờ cho nó đi đâu nha. Ôi. What the f. Hình như là món cá xong rồi thì phải. Lùm lẹ. Ôi. Nữa. Cây thế nha. À, tôi cần cái dĩa. Come on. Let's go. Lấy cái dĩa coi. Đấy. Ngon liền. Tôi sẽ cần cái này để làm cho món cá nó trở nên mềm hơn. Đấy. Rồi Được. Có nghĩa là tôi phải cầm mấy cái này lên tôi quăng vô đây. Đâu rồi nha. Đây. Tôi làm ăn sạch lắm. Đừng có đánh giá tôi. Tôi phải đi nhẹ nhàng thôi. Từ từ thôi. Come on. Món đầu tiên của tôi này. Lần đầu tiên tôi nấu cho người ta ăn luôn ấy. Ôi, 4 sao, let's go. Nói chung là lần đầu tiên là cũng ổn phết. 2 days later. Sau mấy ngày làm đầu bếp thì rốt cuộc tôi cũng đã quen với công việc này. Và hôm nay sẽ có một người gọi là đánh giá sẽ đến nhà hàng của tôi và thử những món tôi làm. Cho nên là tôi phải chuẩn bị một cách gọi là kỹ lưỡng. Nói chung là tôi sẽ dọn dẹp cái chỗ này. Ôi, có một người gọi một món súp á, 700ml chicken. Đổ vô. Hết rồi. Thôi tôi phải đi mua. 700 đúng không? 600 ơi. Đấy, nhiễu từng giọt vậy nó hợp lý hơn này. Rồi xong 900 luôn. Thôi kệ không sao. Tôi đặt lên đây trước cái đã. Ok. Good. Rồi chúng ta sẽ tới tiêu. Đấy, ổn rồi đấy. 960g tomato. Ok. Cà chua 960g, 8 quả đó. Nope. Nope. Vô. Một quả onion. Ok good. Chúng ta sẽ chờ khoảng chở 60 giây để cho cái nồi này nó chín đi. Đấy, nói chung là cái trình độ ném dao của tôi sau bao nhiêu ngày thì nó cũng ổn phết. Đây, sắp xong rồi này. Như là cái này nó đã chín rồi. Súp thì chưa chín cho lắm nên là chúng ta sẽ để một hồi nữa. A few minutes later. Ê, xong, tắt bếp. Rồi, sẽ lấy cái này, sấy. Đấy, sấy thế là đủ rồi đấy. Thêm 120ml cái này vào. Nó lại hết rồi. Ok, được. Và cần một cái dĩa. Ê. Ok, ổn. Xong. Let's go man. Let's go. Chắc chắn là được 5 sao. Ôi, được có ló luôn. Giờ tôi sẽ làm món này chính thức. Oh my god. Món này khá là khó với tôi luôn ấy. So, take bot chop, cái bàn để cắt này. Cái dĩa vướng quá, quăng đi. Lấy thịt, lẹ. Come on, chúng ta phải làm ăn cho nó đàng hoàng nào. Muối. Bao nhiêu? 4 à. 3, 4. Ok, với lại cái gì nữa đây? Black pepper, lại tiêu à. 4. Come on, hình như là cái này thì phải. Đúng rồi. Phải không? Không phải. Đây. Bao nhiêu? Xấu quá, xấu quá. Nằm xấu. Mấy cái này thì tôi rửa hết rồi. Tôi sẽ đặt lên đây này. Sunflower ơi, tôi phải mua cái thế. Good. Đây. Ôi 32 rồi, hơn một chút xíu thì cũng không sao cả. Quăng nó vô. Let's go. Và tôi sẽ cần một cái gọi là đây, cái này đây để chở nó. Nghe tiếng xèo xèo đã thật sự. Bởi tay tôi. Oh my god. Quăng nó, quăng. Nước. Tôi cần nước. Tôi nghĩ là 1 ml. Ok, được. Tắt. Không lãng phí nước nha. Come on man, let's go. Nó chưa có chín thì phải. Nó sắp chín thôi, nó chưa có chín. Bỏ thêm cái gì vô nữa nha. Ê, hình như tôi làm sai rồi. No man. Hình như là không sai đâu. Tôi nghĩ là tôi đang làm đúng đấy. God, cứ để đi. Lệ nha. Tôi sẽ chuẩn bị một cái dĩa. Mấy cái này bỏ ra coi. Vứt qua anh kia rồi. Này sắp chín rồi này. Ôi, nó chung vàng thật sự. Cái này lâu thế. Tôi phải cắt nó nữa. Nó đây. We gonna cut it. Cắt. Ôi, ngon thật sự, nhìn này. Chỉ có thể gọi là đẳng cấp. Ok, good. Rồi xong. Wow. Nóng hổi. Bóc lên. Bóc mấy miếng này là bóc hết lên đi. Đấy. Được chưa? 500g là bao nhiêu cái ta? Tôi lấy bớt ra đi cho nó chắc. 14g hả? Lấy 5 cái là đủ rồi đấy. Good. Lần này mà không 5 sao nữa thì cũng uổng phết. Yo, what the fuck is this? Ôi, tôi nhớ tôi làm bài bản mà. Yo man, mẹ tức quá mà. Đâu sao? Mày ơi, em đem giỡn thôi mà. Yo, có thể bưng tivi lên lại được không? Mày ngu, mày chết mày đi. Dù không được người chấm điểm đánh giá 5 sao, nhưng mà tôi vẫn không bỏ cuộc và tôi đã gặp may mắn. Đây, lần này là món tủ của tôi rồi. Tomato súp không cho 4 sao nữa thì tôi chịu ấy. Đấy, giờ tôi sẽ đi rửa cái này trước cái đã. Đấy. Good. Ok, let's go. Món này mà không 5 sao nữa thì đốt nhà hàng. Sốt 12, tomato là 8 quả này, 1 quả onion. Ok, 8. Ok, 1 quả này. Let's go. Đấy, lần này chắc chắn là ngon luôn này. Vô. What the f. Oh no. Mẹ gọi điện thoại, nó bị cháy rồi. Vô, tại sao là lúc này chứ? Lẹ nha. 1 phút luôn. Nghe đang nấu sắp xong rồi, cay thế nha. A few moments later. Rồi, sửa xong rồi, let's go. Rồi, cái kia đâu. Đây, blender. Chưa chín nha. Rồi, ok, chín rồi. Cho cái này vào 150 này. Ôi, hơi lố nhưng mà không sao, vẫn ổn. Chút xíu thôi. Cũng 400 rồi. Thôi kệ. Không sao đâu. What the f. Yo, biết bao nhiêu công sức. Mở cửa ra tao để tao coi cái thằng đánh giá là thằng nào. Yo man, cay thế nha. Này thì chỉ cách nấu ăn nữa này. Và đấy là mấy ngày làm đầu bếp của tôi. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.